Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến quý vị cái món bánh dẻo trung thu nhưng đậu đỏ. Cái món này thì nó cũng giống như là cái món mochi đậu đỏ nhưng cái mùi vị đặc biệt rất ngon. Mình có thể bỏ thêm những cái loại đậu bạn thích. Còn hôm nay mình sẽ xài cái mứt vỏ dưa hấu. Nó cũng tương đương như là cái mứt vỏ mứt bí đao. Mình cắt thử một cái đây các bạn xem. Bánh là vừa làm xong. Đây là cái bánh mình không có bỏ nhân. Còn bánh này vừa in xong ra, nó bột nó cũng còn dính. Nếu mà các bạn làm bánh á, thì nên chọn những cái khung mà có hoa văn sâu á, nó ra với đẹp. Mình không có, mình xài có gì mình xài nấy thôi. Để cho mình làm ra 20 cái bánh khung 75g á, thì mình cần 650g nước đường, 300g bột nếp rang chín rồi, 25g dầu ăn, nước hoa bưởi là mình xài cỡ nửa muỗng cà phê. Công thức để làm nước đường với lại nhân đậu đỏ thì mình để cuối. Bây giờ mình pha bột để làm 6 cái bánh. Bạn cũng có thể làm pha với lại chừng 3 cái cho nó dễ làm hơn. Thì mình sẽ xài cho 6 cái bánh là 70g bột nếp, 160g nước đường. Bỏ vô nước đường, mình sẽ bỏ vô 6 giọt nước hoa bưởi, 1 muỗng cà phê dầu ăn. Và mình để riêng ra bột khô để làm áo là khoảng từ 10 tới 20g. Bây giờ mình trộn bỏ chung vô hết. Thì khi mà bỏ chung như vậy với cái số lượng 6 cái như vậy thì bạn phải đánh cho lẹ lên, lật bột. Còn nếu không nó sẽ bị ốc trâu. Nó sẽ ốc trâu tức là nó bột nó bị từng cái hạt ấy, nó không có đều. Mình đã bị, bạn dò màn hình là bạn thấy như vậy ấy, là nó đã bị rồi. Cái màn hình kế tiếp mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách mà để cho chữa trị. Bây giờ thì với cái số lượng nhỏ hơn là làm cho 3 cái bánh, mình làm một nửa số lượng đó thì mình khuấy nhanh, bạn thấy là bột nó ra miệng đều liền. Mình thí dụ cho các bạn thấy để thấy là cái muốn cho cái bánh mịn hoa văn rõ ràng á, thì bột mình phải là nhuyễn mềm. Bây giờ là cái bột mình khuấy là cho 6 cái bánh á, mình để cho, tại vì khi mình đổ bột với lại nước đường vô chung á là nó sẽ nhão, với cái lượng là một bột hơn 2 nước đường, tức là mình xài 70g bột thì mình xài 160 nước đường. Còn lại á, thì mình sẽ dùng cái bột khô đó, mình từ một muỗng canh tức là 10g cho tới 20g. Mình để là chẳng qua là để cho bột nó nở ra. Bạn để tùy theo nhiệt độ trong nhà, có thể 5-10 phút, có thể là làm ngay cũng được. Tùy, nếu mà mình khuấy lâu á thì bột nó mềm rồi, nó nở ra rồi. Với lại tùy cái bột của mình nữa. Bạn thấy nó mịn á, tùy nói vậy á, ra mịn. Cái này là không có mịn này. Khi mà bị mà nó không mịn như vậy á thì cái cách chữa trị là bạn cán mỏng nó ra. Bạn cán mỏng dính ra luôn, bạn dính nát ra luôn. Thì cái chỗ nào mà nó còn trắng trắng á thì bạn chà nó ra. Lấy cái tay chà hoặc là lấy cái đồ cán mình giả nó ra. Cán như vậy á, bạn thấy hồi nãy mình bị ốc trâu á, tại vì mình làm 6 cái một lần mà mình khuấy chậm á. Bạn có thể dùng cái phới để đánh bột, nhưng mà nó sẽ dính vô sau đó, thành ra mình lấy cái vá dẹp dẹp đó. Đó, bây giờ bạn thấy nó đâm miệng nhuyễn rồi. Mình bỏ cái khung này là 75g, mình bỏ cái mặt khung vô. Cũng không cần thoa gì hết, tại vì trong đó mình có dầu với bột mịn,
Với lại mình xài bột áo nữa. Bột áo này á cũng là cái bột nếp rang luôn nha, không có xài bột sống. Bột starch nói chung là tinh bột á, có thể là sống với số lượng nhỏ thì tạm ok, chứ ăn nhiều là không có tốt. Bây giờ thì nhân á, mình sẽ có cái phần cuối, nhưng mà bây giờ bạn cứ chấp nhận đó là có nhân đi, bỏ vô thì mình làm thế nào mình túm túm á, từ từ như vậy. Túm từ từ cho nó miếm cái mí lại thì cái bánh mình nhân nó sẽ đều. Chứ nếu mà cái bột mình làm không đúng á thì mình xếp bánh á, ở dưới nó sẽ bị dày hơn. Mình làm bột vừa, tức là bột phải lỏng nha. Nó cứ nấu cái công thức nước đường của mình, lát mình sẽ chỉ cho các bạn nấu nước đường không ngọt lắm, thời gian vừa đúng thì nước đường của mình ra. Mình làm theo kiểu này á, là bánh ra rất là, mình để tủ lạnh ra cũng vẫn mềm dẻo. Với lại mình cân cái số lượng mình cân á, mình cho 6 cái bột á, mình cũng nhắc lại á, mình lấy 7 6 cái bánh á thì 70 gram là nó tương đương với nửa cắp bột nha. Rồi nước nước đường á thì 160 gram nước đường thì nó tương đương với 2 phần 3 cắp. Cho nó dễ, nếu mà các bạn không muốn cân á thì dễ. Bạn thấy cái bánh mịn chưa? Vừa in ra mà đã mịn rồi. Để từ từ á, thì những cái miếng bột mà nó nhìn nó không được mịn á, thì nó sẽ tan dần, nó thấm nước đường vô. Tại vì trong nước, trong đường đó nó có nước, thì cái nước đường thì nó không có thấm, chứ nước đường nó sẽ thấm, nó làm cái bánh nó sẽ trong ra. Mình chiếu đi chiếu lại để cho bạn thấy mấy cái bánh mình làm. Rồi bây giờ mình cắt ra. Bạn thấy làm vậy cái nhân nó, cái vỏ nó đi đều mà cũng không có tốn công gì, mình làm rất là lẹ luôn. Đây là cái bánh mình làm từ cái bột nếp rang. Mình làm nhưng lại cho 20 cái bột dự trữ, là tính tất cả là 20 cái mà mình chỉ làm bột nếp rang á, mua là chỉ có 6 cái, còn lại 14 cái là trong đó mình làm cái nếp tự rang này, rồi bột nếp rang này. Đây là cái nếp mình đem rang mình xay ra. Mình xài máy cà phê cái hộp to bự chát à, nó không có được. Làm bánh in thì tạm ok, chứ còn làm bánh dẻo là vô phương. Nếu mà muốn á, thì có thể xài cái máy xịn hơn là cái máy Vitamix, nó có bán luôn cái bình khô á, xay bột khô thì được. Rồi bây giờ mình chuyển qua phần nấu nước đường. Nước đường mình sẽ cho 20 cái bánh này, mình sẽ cần tới 450 g đường cát trắng. Và nước mình cũng xài bằng nhau luôn là 450 g nước. Mình sẽ xài một muỗng canh nước cốt chanh. Mình sẽ bỏ vô sau. Bây giờ thì mình nước với lại đường mình bắt lên cái nhiệt độ cao. Xài nồi Instant Pot đó, thì mình sẽ chọn cái sauté rồi normal hay mà là more gì cũng được, không quan trọng. Tại vì mình chủ yếu là mình nấu nó sôi lên thôi. Nó sôi, trong khi nó sôi thì tự đường nó tan ra, nó tan trong kính rồi á. Thì khi đường nó sôi rồi á, bạn canh á khoảng 5 phút nha. Đừng có nấu lâu hơn, bởi vì nấu lâu hơn á thì đường mình nó sẽ bị ngọt quá, nó bốc hơi nước hết mà, nó sẽ ngọt quá. Sau khi nó sôi đúng 5 phút rồi á thì bạn bỏ nước chanh vô. Chanh này mình cũng làm mẫu, mình không có lọc dễ, mình dặn nó cũng còn mấy cái bã vô mà cũng không quan trọng. Thì mình nấu 2 phút, trong lúc nấu á thì nó sẽ bị bọt, bạn có thể vớt bọt rồi để nguội. Bây giờ mình chuyển qua cái phần làm nhân. Mình sẽ xài cái đậu đỏ là 200 g đậu đỏ, một cái bao đậu nó bán là 400 g. Mình sẽ đem ra mình ngâm ngâm nước rồi qua đêm, sau đó mình xả lại mình để ráo. Đây thì nó cũng mất cái màu màu đỏ đi. Và khi mà mình nấu, bạn có thể bỏ màu vô, nếu mà bạn không thích cái màu nhợt nhạt của nó, bạn có thể bỏ vô màu đỏ một chút xíu. Mình bỏ nhưng mình giấu, nhưng mình chỉ nói miệng thôi. 1/4 muỗng muối mình bỏ vô, một
cấp nước. Muối á, nấu đậu á, thì bỏ muối vô là nó thêm cái hương vị nó ngon. Rồi nó cũng làm, nếu mà mình nấu á, thì nó cần cho nó đỡ bể vỏ. Nhưng cái vấn đề này mình không cần sợ bể vỏ, bởi vì mình sẽ xay nó ra. Mình nấu Instant Pot á, thì mình chọn pin rồi 2 phút. Mình để cho nó đến khi cái nào cái nắp nồi nó tự nó thụt cái veo xuống là mình mở ra thôi. Bạn thấy cái hạt đậu nó còn nguyên như vậy á, tại vì mình xay mình cũng không cần, bạn có thể dùng máy sinh tố xay hoặc là bỏ qua cái rá chà nó xuống, còn mình sẵn cái máy đánh tay này thì mình đánh. Mình bỏ vô 150g đường, bỏ ầm vô cũng được, không cần phải bỏ từ từ. Rồi từ 2 tới 3 muỗng canh tinh bột. Tinh bột á, thì bạn có thể xài bất cứ loại tinh bột nào. Mình á, thì mình xài tinh bột khoai, tức là potato starch. Bột thì mình bỏ vô từ từ, tại vì mình không có hòa nước trước. Mình bỏ vô từ từ cho nó đỡ bị ốc trâu vón cục á. Còn nếu kỹ thì các bạn có thể là mình hòa với lại một muỗng canh nước trước cho nó thấm đều cái nước và đỡ bị cái vón cục hơn. Cái vỏ đậu đỏ này rất là cứng nha. Mình đánh nó mà cái máy này sau khi làm này mình bị hư luôn, tại vì khi mà bạn quay như vậy, bạn nhớ quay theo chiều kim đồng hồ. Đừng có quay ngược lại là nó mở cái phần dưới ra đó. Khi mở phần dưới ra cái mình chọt nó vô trong lúc nó còn quay, cho nên nó bị mòn cái đồ mà để gắn vô. Bây giờ thì bạn có thể làm nguyên trong cái nồi đó mình sấy khô cũng được, nhưng mà mình chuyển qua cái chảo này á, để cho nó dễ làm hơn, mình bỏ vô 2 muỗng canh dầu dừa. Bạn có thể bỏ nước cốt dừa vô, hoặc là bạn cũng có thể bỏ bơ, bỏ sữa, bỏ gì bạn thích. Mình thấy mình bỏ cái dầu dừa vô là để cho nó mịn hơn và nó láng, nhìn nó hấp dẫn, với lại cái dầu dừa nó cũng thơm nữa. Mình khuấy khuấy này để cho nó khỏi bị xiết dưới đáy nồi, với lại cho để cho nó đó bốc hơi cho nó mau khô. Rồi mình cho vô nửa muỗng cà phê bột vani. Bây giờ bạn có muốn bỏ vô màu đỏ thì bạn bỏ đi nha. Mình bỏ rồi, nhưng mình sợ nhiều người bỏ, nhưng mà cho nên mình không cần chiếu cái chỗ đó. Cái này là chỉ là thích thì bỏ, muốn đẹp, tại vì mình làm clip mình muốn đẹp mình phải bỏ nó vô. Bây giờ mình sẽ ăn xong thì mình đây mình cân á, sau khi thành phẩm của mình sấy khô rồi á thì mình làm được 710g, nhân như vậy đó. Bây giờ thì nó còn nóng, nó còn mềm, mình để cho đến này gần nguội nghe, nguội quá thì nó cứng. Mình để gần nguội á thì mình viên, mình vò viên ra. Bạn có thể làm ra là 20 phần, mỗi phần là cỡ 35g. Tại vì hồi nãy mình là 701g chia 20 thì trên 35g, nhưng mà bầu trời hao hụt á, thì còn khoảng 35g. Bạn có thể làm thẳng luôn 35g đó, nhưng mà mình sẽ bỏ thêm mỗi cái cục như vậy á, mình bỏ thêm cỡ 5g mứt bí, hoặc là mứt vỏ dưa hấu, hoặc là các loại đậu bạn muốn bỏ vô thì bỏ theo kiểu này. Mình lấy cái cục đó xong rồi mình lấy cái muỗng mình đè cái lỗ nó, rồi mình bập nó lại, bập qua trong cái giấy cho không thôi nó dính tay, bởi vì bây giờ nó cũng dẻo dẻo rồi á. Cái mứt dưa hấu này ăn khi làm thì mình cũng có bỏ nước hoa bưởi trong đó rồi, nó không có hôi mùi dưa hấu nữa. Bạn làm sao vẫn ra tròn tròn là được. Xong xuôi hết rồi thì bây giờ mình nấu nước trà bằng lá tí tô để mình nếm cái bánh này cho bạn xem. Bánh mình đã cắt ra lúc nãy á, bánh để qua tủ lạnh mà nó, bạn thấy đó,
Nó rất là dẻo luôn. Với cái cách pha bột, cách nấu nước đường đúng thời hạn như vậy á, là các bạn không có lo bánh bị cứng lại khi mình để tủ lạnh. Để lâu thì dĩ nhiên nó sẽ, bánh này thì ăn trong vòng, tại vì có nhân đậu đỏ đó, thì để trong khoảng là từ 5 ngày, 7 ngày. Nếu mà để lâu hơn á thì các bạn phải bỏ vô đông lạnh. Nhìn kỹ lại những chiếc bánh mình làm, đây là cái bột mình mua trong bịch sẵn, chứ nếu mà bột làm mà mình tự làm á, cái màu nó vàng hơn, cái bột nó không có đẹp bằng. Nhất là cái bột mà nếu mà mình xay từ nếp á, là làm ra nó không giống ai hết á. Nếu mà bạn có máy xịn xay nhuyễn ra, hoặc là chịu khó bỏ vô có đá nghiền bột mịn lại thì họa may có thể làm được. Thôi mình chia sẻ cái video làm bánh dẻo trung thu nhân đậu đỏ đến đây là xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.